Các bạn đã quay trở lại với livestream trực tiếp của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Hiện tại thì như các bạn đang thấy là mình đang ở phòng trẻ hóa công nghệ cao của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và hôm nay Thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ trực tiếp gửi đến các bạn hình ảnh của một ca khách hàng đang trị liệu với công nghệ trẻ hóa căng da của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và hiện tại đây thì mình đang ở trong quá trình điều trị của chị Minh. Chị đã hơn 37 tuổi rồi các bạn ạ. Thế nhưng mà đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali thì chị đã trực tiếp được các bác sĩ ở đây và các bạn tư vấn viên tư vấn với gói trị liệu trẻ hóa da bằng công nghệ nâng cơ với sợi chỉ collagen. Và hiện tại thì các bạn, như các bạn cũng đang thấy là chị đang ở trong quá trình điều trị, các bác sĩ và các bạn kỹ thuật viên đang thực hiện những cái bước gần như là cuối cùng của chị, đó là đưa sợi chỉ collagen vào bên trong da để có thể nâng cơ, nâng những cái phần cơ bị chảy của chị, đặc biệt là ở hai phần bên má. Chị Minh thì cũng có chia sẻ rằng là đối với cái lứa tuổi của chị thì những cái tình trạng da thì đã bị chảy xệ rất là nhiều rồi, và chị đã gặp khá nhiều những vấn đề vì lý do tuổi tác mà công việc nó không được ổn thỏa cho lắm. Chính vì vậy mà hôm nay chị đã tìm đến Thẩm mỹ quốc tế Bali và mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút, đó là lý do vì sao mà chị đến đây, đặc biệt là các bác sĩ đã tư vấn hướng chị đến những gói dịch vụ như thế nào nhé. Chị Lý ơi, hình như là bác sĩ vừa mới rút cái sợi chỉ cuối cùng ra đúng không ạ? Chị có cảm nhận thấy gì không? Trong quá trình làm chị có cảm nhận thấy gì không ạ? Không, mình thấy bình thường. Dạ vâng, em thấy là lúc đầu vào thì có vẻ như là chị khá là căng thẳng đúng không ạ? Đúng rồi, mình cũng hơi hồi hộp ấy. Nhưng mà trong quá trình làm thì lại cảm thấy dễ chịu, không có vấn đề gì. Dạ vâng, có nghĩa là cái tâm lý lúc đầu của mình thì rất là căng thẳng, không biết là bác sĩ sẽ làm như thế nào đối với cái liệu trình của mình đúng không ạ? Dạ vâng, chị ơi, chị có thể chia sẻ với các bạn khán giả một chút, đó là lý do nào mà chị tìm được đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali được không ạ? Mình cũng tìm hiểu rất nhiều trên mạng và tình cờ được một người chị giới thiệu đến. Dạ vâng, chị gái của chị, có nghĩa là chị bạn của chị thì đã làm những chương trình gì ở Thẩm mỹ quốc tế Bali ạ? Chị gái của mình thì cũng đã làm cái dịch vụ căng chỉ bên Thẩm mỹ quốc tế Bali rồi. Dạ vâng, và có nghĩa là mình nhìn thấy cái tình trạng của chị rất là ổn đúng không ạ? Dạ vâng, bác sĩ ơi, hôm nay thì bác sĩ đã kiểm tra cho chị Minh và bác sĩ có thể chia sẻ với các bạn là về cái tình trạng da của chị không ạ? Xin chào tất cả mọi người, như mọi người vừa nhìn thấy là mình vừa làm xong cái sợi chỉ cuối cùng ở trên gương mặt chị Minh. Và bây giờ mọi người có thể nhìn thấy cái hiệu quả là sau khi làm là cái da chị Minh là tương đối săn. Trước khi làm thì cái phần này của chị rất là chảy, cái phần nọng cằm với phần đường viền má này rất là chảy và cái rãnh này rất là sâu. Dạ vâng. Cộng thêm những cái nếp nhăn nhỏ ở vùng đuôi mắt cũng khá là nhiều ấy. Dạ. Nhưng mà khi sau khi làm xong thì mọi người có thể nhìn thấy là cái đường viền hàm nó được clip lên này, cũng như là cái rãnh và cái vùng mắt, nhìn gương mặt của chị rất là trẻ trông vậy. Dạ vâng. Bác sĩ ơi, em xin phép một chút là hiện tại bây giờ thì em có thể mời chị ngồi dậy cho các bạn khán giả theo dõi được kỹ hơn không ạ? Được ạ. Em mời chị nhé. Dạ vâng. Chị Minh ơi, em mời chị ngồi dậy nhé. Nằm khá lâu rồi nên có bị mỏi không ạ? Không, mình cảm thấy bình thường. Ồ, em thì không được quan sát toàn bộ quá trình làm của chị. Nhưng mà chị ơi, chị cho em hỏi là chị có cảm giác gì không? Em hoàn toàn là không thấy một dấu vết gì ở trên khuôn mặt của chị luôn ấy. Mình cảm thấy là bình thường. Dạ vâng, bác sĩ. Bây giờ là chị nhìn thấy này, cái đường viền chảy xệ của chị thấy nó líp lên khá là nhiều đúng không ạ? Lúc đầu thì mình sợ đau hoặc là mình bị tâm lý do không được, nhưng mà sau khi làm xong chị thấy bây giờ cảm nhận của chị như thế nào? Ông trẻ ra mấy tuổi. Dạ vâng. Đây mọi người có thể nhìn thấy nhá, sau khi vị khách hàng của mình căng chỉ là cái đường viền nó lít lên, cái rãnh và cái vùng, những cái vùng nếp nhăn nhỏ li ti ở mắt nó cải thiện rất là nhiều. Dạ nhưng vâng, chị vẫn có thể nói chuyện hoàn toàn bình thường và nó không ảnh hưởng đến cái quá trình sinh hoạt cũng như là công việc sau này một chút nào cả. Vâng ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ cho em hỏi một chút là đối với tình trạng của chị Minh ấy, đối với tình trạng đã 37 tuổi rồi thì chị phải sử dụng một loại chỉ hay là nhiều loại chỉ kết hợp ạ? Đối với chị Minh thì mình chỉ có sử dụng một phần cái chỉ nâng cơ để mình lít cái đường chảy xệ ở cái vùng rãnh và cái vùng má này. Ngoài ra thì bên cạnh đấy mình có phối hợp thêm chỉ trẻ hóa để cho giúp cho cái gương mặt của chị nó được tươi tắn hơn, nó tăng sinh nhiều collagen hơn thì gương mặt nó trẻ hóa, nó rạng rỡ hơn và đặc biệt là những cái vùng nếp nhăn nhỏ li ti ở mắt thì nó cũng cải thiện khá là tốt. Dạ vâng ạ. À, bác sĩ ơi, em vừa nhìn thấy một số các bạn khán giả thì có để lại cái câu hỏi, đó là ở cái vùng cổ ấy thì có thể sử dụng cái chương trình nâng chỉ này không ạ? Đối với vùng cổ thì mình có thể sử dụng vùng chỉ
giả má rất là tốt, vì đặc biệt là vùng cổ nó có những cái nếp gấp nhỏ và những cái nếp nhăn li ti ấy, nên mình sẽ sử dụng chỉ trà hóa để mình giúp là ngăn ngừa cái quá trình lão hóa cũng như là mình phục hồi cái da của mình nên tốt hơn. Dạ vâng. Nhân tiện đây thì đối với tình trạng của chị Minh đã vừa mới làm xong thì bác sĩ có thể để lại một số lời khuyên sau quá trình phục hồi của chị được không ạ? Dạ vâng, em còn tưởng là chị chưa làm gì cơ. Đối với cái liệu trình sau mà mình căn chỉ xong thì khách hàng vẫn chăm sóc với chế độ nhà bình thường, là mình vẫn dùng kem dưỡng, kem chống nắng, nhưng đặc biệt lưu ý hơn một chút xíu là không sử dụng massage, xông hơi hoặc là mình có tác động gì đến gương mặt sau ít nhất là khoảng 1 đến 2 tuần đầu thôi. Dạ vâng. Vậy là mình sẽ kết hợp với chăm sóc da bằng kem ở nhà này. Ngoài ra chị có thể trực tiếp đến với bọn em để có thể được nhận được những ưu đãi về những gói chăm sóc da bằng máy chị nhá. Hoàn toàn không massage tay và nó nâng cơ rất là tốt cho chị. Ngoài ra thì đối với những cái lứa tuổi trên 35 tuổi rồi thì chương trình máy thì nó sẽ giúp đưa những cái tinh chất vào da tốt hơn, sâu hơn so với quá trình bằng massage tay nhé chị nhá. Em cảm ơn chị Lý đã đồng hành cùng với Thẩm mỹ quốc tế Bali trong suốt quá trình vừa qua. Và em hy vọng rằng chị sẽ còn đẹp hơn nữa và luôn luôn có một sức khỏe dồi dào để có thể thành công hơn trong cuộc sống chị nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream trực tiếp của Thẩm mỹ quốc tế Bali và đừng quên gọi điện đến số điện thoại hotline của Thẩm mỹ quốc tế Bali 0386463463 hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ 463 Kim Mã Ba Đình Hà Nội để có thể được các bác sĩ, các bạn tư vấn viên tư vấn cho các bạn những liệu trình phù hợp nhất đối với tình trạng da của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream này và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream lần sau.